đeo ai cũng trang sợ. Thứ ba nó không lộn, nó bẩn lắm. Cắt đi anh ơi. Chuyên gia cắt chì. Không xin được trang về xe đi ạ. Phú Thọ Gym. Ai già. Cái này bình thường gì mà nhiều anh? Mấy trăm triệu rồi ạ? Cái này cũng lắm là 500 triệu. Hơn 400 thì bình thường. Có giấy không? Có giấy không? Chiến nông dân có đem chạy được. À có ba kìa. À có phải. Tôi thấy tôi đem dân chạy đấy được. Em cứ giải. Có ba kiện đây chú ơi, lên đi. Thank you.
Ai giờ? Mà bây giờ hình như thấy bảo qua Tết là cũng hòm hòm rồi đúng không? Vào đây chú. Xong rồi anh. Công mới về anh ạ. Còn hai công nữa. Hai công, một công 20, công 40 nữa. Vâng. Hai công đấy là kiếm mãi thôi. Ba công còn lại như kiếm mãi. Một công 4 tiền, một công 6. Anh biết rồi. Công 10 tiền. Công của lót phết có bao giờ nhiều đâu. Có công của lót phết đúng không? Công 4 tiền trước nhỉ? Giờ xong rồi à? Em đang bảo ngày mà có 2-3 công kiến mại thế đẹp. Bên kia đóng xong bằng suất rồi mà. Bác Giang đang giả anh Trường với cả anh Cảm ấy. Anh Trường anh Cảm đang giả đấy đấy. À về rồi đấy. Cho ông kia về thì bắt đầu là hai anh kia giả là vừa. Hoặc là ở đây thay anh được. Hoặc là ở đây thay thì bắt đầu anh kia giả. Chắc khả năng kia thay bởi vì ở đây cầm rồi. Hiểu không? Ừ cầm rồi. Cốc này xong ấy. Bây giờ mới có 3 rưỡi mà đúng không? Thừa sức xong.